Chào tất cả các em học sinh lớp 8 của trường Chu Văn An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại tất cả các kiến thức của học kỳ 2 nhé. Các kiến thức về tin học của học kỳ 2 với các nội dung chính đó là và câu lệnh lập và làm việc với dãy số. Mọi ngôn ngữ lập trình thì đều có cách để chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lập với một câu lệnh, đó là các câu lệnh lập. Và ở lớp 8 thì chúng ta đã học mà đó là lập với số lần đã biết trước là câu lệnh lập for do và lập với số lần chưa biết trước là câu lệnh lập while do. Ví dụ như cái việc chúng ta đánh răng một ngày 3 lần, đó là cái việc lập với số lần đã biết trước. Hoặc là khi bạn Trang tính gọi điện cho bạn Long cho đến khi mà bạn Long bắt máy thì đó là cái việc lập với số lần mà chúng ta chưa biết trước. Hay là đối với một bài toán tính tổng, nếu chúng ta nhập n bằng 5, tính tổng các số từ 1 tới n là chúng ta đã biết trước được số lần lập. Tuy nhiên, đối với bài toán tìm số n bé nhất để tổng từ 1 đến n lớn hơn hoặc bằng 27 chẳng hạn, đó là chúng ta chưa biết được n bằng bao nhiêu. Như vậy, đầu tiên là câu lệnh lập for do. Cú pháp là for biến đếm hai chấm bằng giá trị đầu, to giá trị cuối, do câu lệnh chấm phẩy. Trong đó, for to do là các từ khóa, biến đếm là biến kiểu nguyên, giá trị đầu, giá trị cuối là các giá trị nguyên. Giá trị đầu phải bé hơn hoặc bằng giá trị cuối. Và số vòng lặp sẽ bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu cộng 1. Còn đối với câu lệnh lập while do, lập với số lần chưa biết trước, thì cú pháp while điều kiện do câu lệnh chấm phẩy. Trong đó, điều kiện thường là một phép so sánh. Câu lệnh thì có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép. Câu lệnh ghép là nhiều lệnh đặt trong cặp từ khóa begin và end. Cách thực hiện câu lệnh lập while do như sau. Bước 1 là kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện sai, bước 2 là nếu điều kiện sai, thì sẽ bỏ qua câu lệnh và việc thực hiện lệnh lập kết thúc. Còn nếu điều kiện đúng, thì câu lệnh được thực hiện và quay lại bước 1. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ làm việc với dãy số hay nói cách khác đó là các cái biến bảng. Mình hình dung cái biến bảng giống như là một cái tủ có rất là nhiều ngăn. Mỗi ngăn là một cái phần tử thì nó chứa các cái giá trị hay các cái nội dung. Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự. Mỗi phần tử đều có chung một kiểu dữ liệu gọi là kiểu của phần tử. Việc sắp xếp thứ tự được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số. Vậy, cú pháp khai báo biến bảng là va tên biến bảng 2 chấm array chỉ số đầu chấm chấm các em nhớ nha, chỉ có hai dấu chấm thôi. Chỉ số cuối of kiểu dữ liệu. Trong đó, tên biến bảng thì phải đúng với quy tắc đặt tên. Chỉ số đầu, chỉ số cuối nó là các giá trị nguyên. Chỉ số đầu phải bé hơn hoặc bằng chỉ số cuối và số phần tử của mảng sẽ bằng chỉ số cuối trừ cho chỉ số đầu cộng 1. Giống như nếu như chúng ta muốn khai báo những cái biến mà lưu trữ họ và tên học sinh trong lớp hay khai báo những cái biến để lưu trữ điểm trung bình của tất cả các học sinh trong một lớp. Nếu như chúng ta khai báo theo cái biến bình thường thì có thể một lớp chúng ta phải khai báo đến 50 biến để lưu trữ điểm trung bình của các em. Tuy nhiên, nếu như chúng ta sử dụng biến mảng thì chỉ cần khai báo một biến mảng có khoảng 50 phần tử. Và việc truy cập tới phần tử bất kỳ của mảng được thực hiện thông qua chỉ số tương ứng của phần tử đó trong mảng. Chẳng hạn, chúng ta có cái mảng A, thì khi đó AI là phần tử thứ Y của mảng đó. Và để gán giá trị cho phần tử của mảng A, thì chúng ta thực hiện bằng câu lệnh gán trực tiếp. A1 bằng 5, 2 chấm bằng 5, A2 2 chấm bằng 8, chấm phẩy chẳng hạn. Và việc nhập dữ liệu từ bàn phím bằng câu lệnh lập for i 2 chấm bằng 1, to 5, do, readline, ai. Đó là một cái ví dụ. Chúng ta cùng qua phần bài tập nhé. Ở bài tập đầu tiên, nhập số tự nhiên n và tính tổng các số chẵn từ 1 tới n. Có nghĩa là ví dụ chúng ta nhập n bằng 6, thì tổng sẽ là 2 cộng 4 cộng 6 bằng 12. Rõ ràng đây chúng ta đã biết trước được cái số lần lập rồi, cho nên chúng ta có thể sử dụng câu lệnh lập for do. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh lập while do. Tuy nhiên, ở đây đã biết trước số lần lập, cho nên chúng ta sử dụng câu lệnh lập for do. Có vẻ thì nó sẽ đơn giản hơn. Thì đây chính là cái chương trình của bài toán này. Ở đây, cô khai báo 3 biến. Biến y, nó sẽ là cái biến đếm. N là con số tự nhiên chúng ta nhập vào. Biến tổng là để tính các tổng chẵn. Đầu tiên là nhập số n. Mình sẽ khởi tạo cho tổng bằng 0. Biến đếm y sẽ được chạy từ 1 cho đến n. Y mod 2. Mod 2 có nghĩa là chúng ta sẽ kiểm tra xem cái biến y, cái con số y đó nó có phải là số chẵn hay không. Nếu nó là số chẵn thì mod 2 bằng 0 thì tổng sẽ được tính là tổng cộng y.
nó sẽ được cộng dồn vào với tất cả các số chẵn, và cuối cùng là tổng các số chẵn từ 1 đến n sẽ là, rồi ở đây cô nhập n bằng 6 thì tổng các số chẵn từ 1 tới n sẽ là 12. Bài tập số 2, tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho s bằng 1 cộng 2 cộng chấm 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 cộng đến n lớn hơn 27. Thì đây chúng ta thấy rằng chúng ta hoàn toàn chưa biết trước được số lần lập là bao nhiêu, n là bao nhiêu, cho nên chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp là while do. Ở đây cô khai báo biến n và biến tổng. Khởi tạo n bằng 0 và tổng bằng 0. Bởi vì tìm số n để tổng lớn hơn 27, cho nên trong khi mà tổng bé hơn hoặc bằng 27 thì chúng ta vẫn tiếp tục đi tìm n. Mỗi lần tìm như vậy thì chúng ta tăng n lên một đơn vị và tổng sẽ được cộng dồn vào. Và cuối cùng chúng ta sẽ in được ra số n bé nhất để tổng lớn hơn 27 chính là n bằng 7. Chúng ta cộng lại ha, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng cho đến 2 đến 7 ha, thì sẽ được một con số lớn hơn 27. Rồi, bài tập số 3. Viết chương trình nhập vào điểm tin học của các bạn trong lớp, sau đó in ra màn hình điểm trung bình môn tin học của cả lớp. Như vậy bài 3 này chúng ta sẽ khởi tạo một cái biến mảng để chứa điểm trung bình của các bạn trong lớp. Ở đây cô khai báo biến y là biến đếm, biến n là số học sinh, kiểu dữ liệu là integer, điểm trung bình tin của cả lớp là kiểu real, và một cái mảng điểm tin gồm có 100 phần tử, và vì nó là điểm trung bình cho nên kiểu dữ liệu cũng là kiểu real. Như vậy đầu tiên chúng ta nhập số học sinh là nhập n. Sau đó có một cái vòng lặp y chạy từ 1 đến n, chúng ta sẽ nhập vào điểm tin của từng bạn trong lớp ha, điểm tin của từng bạn trong lớp. Rồi chúng ta khởi tạo điểm trung bình tin bằng 0. Rồi, một cái vòng lặp for lại có một cái biến đếm y được chạy từ 1 đến n. Và mỗi lần như vậy thì điểm trung bình tin sẽ được cộng với lại điểm tin của mỗi bạn. Chúng ta có được cái điểm trung bình tin, đây là cái điểm tổng. Sau khi chúng ta có điểm tổng tin của các bạn trong lớp rồi, mình sẽ đem chia cho n thì chúng ta sẽ có là được điểm trung bình tin học của tất cả các bạn trong lớp. Rồi, ví dụ đây cô nhập vào 5 học sinh, sau đó sẽ nhập vào điểm của 5 bạn. Cuối cùng điểm trung bình môn tin sẽ được là 7.34. Như vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho các em ôn lại những kiến thức của học kỳ 2 về câu lệnh lập nè và làm việc với dãy số. Chúng ta có câu lệnh lập là for do và câu lệnh lập while do, làm việc với dãy số hay là biến mảng. Vậy thì chúc các em nắm vững thật là kỹ các kiến thức nhé, để mà lên các lớp trên chúng ta sẽ học được thuận lợi hơn. Thân chào tất cả các em.